số điện thoại Zalo sẵn sàng phục vụ các bác 0374 684 491. Hôm nay thì tiếp tục về các bác gần 200 con vang số bãi. Đó, vang số bãi ETC HC9 này là đời cao, thương hiệu của Mỹ các bác nhé, có cổng quang và chất lượng âm thanh cực kỳ hay các bác nhé. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói, làm tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng mây che một biển. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa. Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Quá tải hàng nghi quá này. Đang vào mùa rồi nên là những bác nào mà gọi điện là em không nghe máy được thì hết sức thông cảm cho bọn em nhá. Đây hàng đi cả thợ này. Đấy. Những đôi loa lời, những bộ mic cho thợ này ở tỉnh này. Đó, và các bộ karaoke và đơn lẻ này các bác này. Đi quá nhiều luôn anh em ạ. Đấy, bác nào gọi điện mà em không nghe được thì thông cảm cho em nhá. Về khắp tất cả các tỉnh thành. Bình Dương này, Vĩnh Phúc này, rồi ở kia là đâu, Bạc Liêu này, ở đây là đâu ạ, BBS này, Bình Dương, tiếp tục Bình Dương, Lâm Đồng, Đức Trọng, Lâm Đồng, rất là nhiều các bác nhá, liên tục nó đang vào mùa, thì hàng đi rất là nhiều, bác nào gọi điện mà em không nghe được thì thông cảm, hết sức thông cảm các em nhá, hàng đi nó ngập nhà rồi, đấy. Ngoài cửa hàng và ngoài ở nhà luôn. Nhà đóng ở nhà, cửa hàng đóng ở cửa hàng. Rất là nhiều nhá. Anh em lấy xỉ loa lời rất là nhiều. Dòng chất lượng, anh em thợ nhìn phát biết ngay. Đấy. Giá xỉ thợ cho anh em, những anh em thợ bốc loa lời rất là nhiều. Rồi ạ. Gần 200 con vang số bãi các bác nhá. Đây em bọn em mới khui ra được một ít thôi. Đấy, còn ở nguyên ở trong thùng, những cái thùng ở trong này. Đấy. Sẵn, bọn em sẵn ở trong này. Đấy, khui ra một trước một chút ít để các bác quay lên video cho các bác về những dòng vang số thương hiệu bên hiệu Oru đã vừa với cập bến. Đối với những cái dòng vang số bãi thì các bác đã theo dõi kênh hiệu Oru thì các bác rất thừa hiểu đó là cái dòng vang bãi ETC, thương hiệu bãi Mỹ các bác nhá. Đó, vang số bãi Mỹ. Đó, tiếng cực kỳ hay. Trước đấy thì cách đây 5-6 năm thì bọn em đã bán những cái dòng vang ETC, HC8, GC6, MC6. Đó, rất là nhiều. Đó, và kể cả những cái dòng vang số ETC cổng quang đời cao, giống như ngày hôm nay đây. Giới thiệu đến các bác, em vừa mới lấy được lô này, bọn em chọn từng con một các bác nhé. Đây là bọn em chưa vệ sinh gì cả, mới từ trong thùng bóc ra thôi. Anh em vừa mới bóc từ dưới lên thì em bóc tạm ra mấy con để quay lên cho video cho các bác. Đó, bằng vang số bãi ETC HC9 này là đời cao, thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Có cổng quang và chất lượng âm thanh cực kỳ hay các bác nhá. Như các bác đã theo dõi chơi âm thanh, nó thừa hiểu đó là dòng ETC, thương hiệu của Mỹ thì rất là nổi tiếng cho dòng loa ETC, đẩy bãi ETC và vang số bãi ETC các bác nhá. Đó. Nó đại diện cho những cái dòng vang số bãi hay, ngon, bổ và rẻ các bác nhé. Vì sao mà em nói thế? Bởi vì là dòng ETC để các bác quá thừa hiểu thương hiệu của Mỹ. Thương hiệu của Mỹ nhé. Tiếng nó rất là hay. Cái thứ hai đó là nó dễ chỉnh. Tiếng gì vợt rất là mượt các bác nhé. Gì vợt rất là mượt. Ăn đứt luôn những cái con vang X5 các bác nhé. Ăn đứt luôn. Tiếng gì vợt của nó mượt hơn X5 rất là nhiều. Đó là những cái nhận xét mà cái phản hồi của khách hàng đã sử dụng vang X5 và ETC HC9 này. Đấy, dòng HC9 này. Đấy, HC9 đời cao cổng quang các bác nhé. Là dòng bãi mà ở đây thì các bác theo dõi kênh thì các bác thừa hiểu là bên hiệu Oru chuyên làm về những hàng sản phẩm chính hãng, những hàng sản phẩm công ty. Đó, còn nếu mà đã làm hàng bãi thì bọn em luôn luôn những hàng là bọn em chọn lựa, đi nhặt từng con một chứ em không ôm lô như các bên khác các bác nhé. Đó, video nào em cũng phải nói thế và các bác cũng quá thừa hiểu khi mà sử dụng những cái sản phẩm hàng bãi bên em rồi. Đó, thì bọn em luôn luôn những cái hàng sản phẩm chọn lựa chứ không ôm lô. Ở đây thì lô hôm nay về đầu tiên sẽ giới thiệu đến các bác là dòng lô ETC HC9 đời cao cổng quang các bác nhé.
kia vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng mây che một biển. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mới sau, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm môi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên gì, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia môi, tôi mạnh bước mà hồn nhỏ lên. Quý vị đang trở lại với Tình Khúc Chuyện Tình Giàn Thiên Lý. Tết vang số bãi ETC hàng xuất Mỹ USA. Đời cao có cổng quan. Mọi chi tiết mua hàng trên đài xuất ngoài. Hiệu audio 0374684491. Ok, thưa các bác, là em đang test một con vang số bãi Mỹ và một con đẩy bãi Mỹ các bác nhé. Với một chiếc mic có dây rồi các bác nhé, không nâng tiếng, không mic, không dây, loại xịn gì cả. Để cho bác nghe đúng cái chất âm của nó nhé, nghe đúng cái chất âm của nó rất là hay. Đó, chất âm của cái dòng vang số bãi trong ngày hôm nay. Đó, hôm nay về với các bác ở đây là nó rất là nhiều, ở đây cũng gần 100 con mấy loại vang số. Tiêu biểu đây là vòng vang số ETC bãi Mỹ HC9 các bác nhé, đời cao cổng quan các bác nhé. Đó, đây là dòng vang số một em bán rất là chạy, nó rất nhiều model. Đây là phía sau của nó đây các bác này. Đấy, có cả cổng quan, cổng optical ra TV đời mới bây giờ các bác nhé, cổng kết nối ra máy tính để chỉnh phần mềm này. Đấy, ở phía sau của nó đây, vang số bãi Mỹ này thì các bác có thể là kết hợp với những chiếc âm ly hoặc là cục đẩy của nhà mình để chất âm nó ra nó hay nhất. Vang số bãi Mỹ, nếu mà các bác theo dõi kênh của Hiệu Audio thì em bán cách đây tầm khoảng 4-5 đến 5 năm về trước dòng HC8, nó bán rất là nhiều các bác nhé, nó là dòng hot của cái thời đó. Dòng ETC thì nó là dòng thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Đây, đằng sau của con vang này các bác nhé, ETC California USA Made by ETC đây. Đấy, có cả CDN của máy, hàng bãi xịn nha các bác nhá. Và hàng bên Hiệu Audio thì luôn luôn thì là những cái hàng tuyển chọn đẹp, xuất sắc như thế này các bác nhá. Đây các bác nhìn nghiêng nhìn dọc đi. Đây là những con mà em chưa vệ sinh gì cả, em bốc từ dưới nhà bốc lên thôi. Đó, mà nó đẹp xuất sắc như thế này. Mặt bày cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy, không thể nói chuyện là so sánh với những cái hàng mà ôm lô được. Ôm lô thì nhiều bác là làm thợ điện tử về sửa chữa thì các bác có thể ôm lô sống chết để các bác sửa thay linh kiện các thứ thì nó sẽ không còn nguyên bản nữa và chất âm nó dễ dàng, nó sẽ khác các bác nhá, thì giá thành nó sẽ rẻ hơn vài trăm, đúng không ạ? Rẻ hơn vài trăm, nhưng mà thứ nhất là về các bác bày hình thức nó không được đẹp, cái thứ hai đó là chất âm ra nó không đúng nguyên bản của hàng bãi xịn nữa đó. Và trên thị trường thì các bác lưu ý giúp em là có những cái dòng vang cơ lai số, những cái hàng nhái nhá, những hàng nhái đã xuất hiện trên thị trường là cũng lấy thương hiệu của ETC các bác nhá, nhưng mà ruột gan thì nó là lung gọi là lộn tung phèo cả. À, ruột gan là lấy những cái hàng rẻ tiền đó, nắp thương hiệu của ETC và thôi cho dễ bán thôi. Thì các bác lưu ý giúp em, trên thị trường rất nhiều hàng nhái, hàng giả các bác nhé. Đó, dòng vang số ETC hôm nay về với các bác đời cao của HC9 phiên bản cổng quang. Nhiều bác bảo là cái cổng quang nó thêm cổng quang mà nó có hay hay không đấy, mà nó đắt hơn vài trăm như thế. Thì thưa với các bác là thứ nhất là nó đắt hơn là ở cái cổng quang TV đời mới. Đây là cái phụ thôi, đây là cái phụ thôi các bác nhá. Cái thứ hai, cái quan trọng nhất là chất âm nó phải khác, chất âm nó phải hay hơn. Nó sẽ có là 4 nút, 8 nút ở đây. Cái con ETC HC8 thì là 6 nút các bác nhá, 6 nút. Và ở trong đây nó sẽ có nhiều giải cần chỉnh hơn các bác nhá. Rất là nhiều cần chỉnh đây này. Đấy,
Con này rất là dễ chỉnh các bác nhé. Các bác chỉnh phần mềm cũng được mà chỉnh tay cũng được, rất là dễ sử dụng. Các bác mới làm quen hoặc là bác có tuổi đều chỉnh được hết. Ví dụ các bác bấm chỉnh phần mic này, bác bấm vào đây, đấy nó sẽ có trong này hát reverb rất là hay. Tiêu biểu của cái con vang ETC bãi Mỹ này là hát chất reverb cực kỳ mượt mà. Đấy, các bác đã nhận xét là con này hát reverb còn hay hơn cả X5 các bác nhá, hay hơn cả X5. Đấy, các bác bấm di chuyển vào đây, ví dụ các bác muốn chỉnh mic đúng không? Bấm vào nút mic này. Đấy, nó ra các menu ở đây. Thì bác có thể vào đây di chuyển từng nút một. Đấy, nút chống hú đây. Ở đây sẽ có effect này. Đấy, echo này. Reverb này, ví dụ các bác muốn hát ít reverb chẳng hạn đấy, thì bác giảm đi. Các bác hát nào mà hát hay, hát nhiều reverb tăng lên. Rất là dễ đúng không ạ? Có nút save ở đây, còn là giữ mấy giây và nó tự động nó lưu rồi. Thì bác có video chi tiết hướng dẫn các bác nhé. Các bác không phải lo về vấn đề này. Video hướng dẫn chi tiết từng nút một, em sẽ gửi cho các bác. Đấy, reverb time này. Đấy, độ trễ thời gian của nó. Bác hãm công suất của nó lại. Muốn để mức co to bao nhiêu. Đấy, tùy các bác, vấn đề thoải mái. Tương tự cái bấm vào nút mic này các bác nhá, vào nút mic này. Di chuyển các bác có thể chỉnh reverb echo ở trên này nhá. Rất là dễ sử dụng. Đấy. Bấm vào nút mic tiếp theo nó sẽ ra những cái giải tần equalizer. Tổng ở đây nó sẽ có 15 giải tần các bác nhá. Đấy, 5 giải. 15 giải tần các bác có thể tăng giảm bass chép ở trên này, ví dụ như 6.3 Hz đến những cái tần số cao này sẽ là phần chép các bác nhá, tăng giảm vào nút này luôn. Đấy, các bác muốn tăng nghe nhiều chép bấm vào đây. Tương tự ở phần cuối, ở giữa này là trung, cuối này là tiếng bass này, bác tăng giảm ở đây tùy theo cái tai nghe của bác tăng giảm. Tương tự như ở nút music cũng thế, là chỉnh cho nhạc cũng có những cái giải tần như thế, 15 giải tần tăng giảm, các bác thích nghe nhiều chép ở trên này tăng chép lên đúng không ạ? Em sẽ có video hướng dẫn chi tiết về con này các bác nhá, nên các bác hoàn toàn yên tâm, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, đây là chọn đầu vào này, cổng quang, cổng optical ở hết trên này các bác nhá, chọn đầu vào đây. Đấy, digital, optical, auto này. Đấy, thoải mái luôn. Ngoài ra thì các bác muốn chỉnh để sẵn, bọn em chắn chỉnh ok hết, bọn em khóa vào. Đấy, nó có một nút khóa các bác nhá. Khóa vào thì không ông nào động vào được. Các bác về chỉ vặn to nhỏ như này để hát thôi. Đấy, không phải chỉnh thêm một cái gì hết. Rất là dễ sử dụng các bác nhá. Đây ở phía sau của nó đây. Cổng optical, ra TV đời mới đây. Cổng chỉnh máy tính phần mềm này. Đấy, đường vào của nó, đường input nó sẽ có cả đường BGM, AV, đấy, DVD, đây là cổng AV nhá. Đường dép dài là đường ra. Ở đây đường ra của nó đều có đường cả đường Canon và đường AV, rất là dễ sử dụng. Các bác nhá, rất là nhiều cổng ăn chơi, cổng sub, center đầy đủ hết. Đây, Canon sub và Canon AV. Hai cái lỗ mic ở phía sau, ba lỗ mic phía trước các bác hoàn toàn dễ chỉnh nhá. Đấy, thường thường bọn em căn chỉnh hết, bọn em khóa vào, các bác về vặn mỗi mic này. Nhạc này rất là dễ sử dụng các bác nhá. Tiếng cho nó rất là hay luôn. Rất là hay. Đây bác thử cái chất âm nghe tiếng chay của nó nhá, khi mà không có nhạc nó như thế nào nhá. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Đó, tiếng của nó rất là đanh, tiếng reverb của nó như tiếng hang động rất là hay các bác nhá. Hang động rất là hay. Đó. Đấy, bây giờ em sẽ cho các bác xem và chiêm ngưỡng cái nội thất của nó nhá. Nội thất của nó thì đẹp. 10 con chọn thì bọn em đều chọn đẹp như thế này nhá. Đây. Đấy, mọi bác mình nhìn bên vỉ nó phải sạch đẹp như này này. Đấy, ở đây nó toàn bộ là tụ nhôm, sử dụng tụ nhôm cao cấp các bác nhá. Đây. Tụ nhôm cao cấp. Bác nhìn chưa? Tụ nhôm cao cấp. Và bên vỉ nó phải sạch đẹp như này các bác nhá, chứ không phải như nhiều bên người ta thợ sửa chữa là han gì các thứ rất là về bên ngoài người ta sơn lại, còn bên trong thì han gì. Đấy. Đấy. Cái này nó sẽ dập chìm cái chữ ETC ở trên mạch nhá. Đấy, IC 3.0, 3.0 và những con đời cao thì nó sẽ chung vỉ mạch. Đó, đây sẽ có ba rất là nhiều mấy con chip xử lý này, xử lý mặt này, xử lý âm thanh. Con này là xử lý chính của nó là chip Yamaha các bác nhá. Đây, con chip xử lý này còn là con cực kỳ chất lượng luôn. Các bác thợ mà dùng bán vang ấy, các bác chỉ thích cái con chip xử lý này này, chip Yamaha này. Đấy, con này xử lý âm thanh cực kỳ hay luôn, cho toàn bộ luôn, chất lượng cực kỳ hay. Đây, và những cái con này là con tụ nhôm cao cấp các bác nhé. Đấy, các bác nhìn từng con tụ một này, quá chất lượng luôn các bác nhé. Đó, nó phải sạch đẹp như này. Chính vì thế là vì sao mà những cái dòng vang số bãi ETC hàng bãi Mỹ xịn như thế này được các bác rất là ưa chuộng và rất tin dùng những cái dòng sản phẩm này.
Bởi vì là thứ nhất nó rất là nhiều ưu điểm nha các bác nhá. Thứ nhất là nó dễ chỉnh, nó dễ chỉnh. Cái thứ hai đó là cái chất âm gì vợt của nó rất là mượt mà, rất là hay. Cái thứ ba là độ bền cao. Em bán hầu như là không có bác nào phải bảo hành bao giờ cả. Dòng vang cực kỳ bền luôn các bác nhá. Rất là nhiều ưu điểm, rất nhiều ưu điểm. Đấy. Và cái quan trọng của nó là giá thành nó mềm các bác nhá, giá thành nó mềm. Nó vừa túi tiền. Nó mà chất lượng âm thanh cực kỳ hay các bác nhá. Phải nói là dòng vang bãi ETC này thì nó cái giá trị cũng như là chất lượng âm thanh nó sẽ hơn cái số tiền các bác bỏ ra rất là nhiều. Đấy, chính vì thế là bao nhiêu năm là em bán cái dòng vang này rất là ổn định các bác nhá. Đặc biệt là cái dòng cổng quang đời cao ETC này. Quá chất lượng đúng không bác? Các bác hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhá. Để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em. Đó, để những sản phẩm mới đây bọn em sẽ về những sản phẩm lô vang, lô đầy, bãi, hàng đẹp, những bộ dàn có âm thanh nắp đặt trực tiếp tại nhà khách để các bác có thể chiêm ngưỡng tham khảo cái thực tế các bác nhá. Thực tế. Ok chưa? Hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhá. Số điện thoại luôn luôn sẵn sàng của bác. Các bác hãy kết bạn Zalo giúp em số này 0374684491 nhá. Kết bạn Zalo 0374684491. Địa chỉ tại cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hai cơ sở ở cầu Diễn nhá. Các bác nhá. Rồi ok. Đấy, những sản phẩm âm thanh chính hãng, những sản phẩm hàng bãi tuyển chọn chất lượng sẽ có mặt tại Hiệu Audio nhé. Các bác hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em nhé. Rồi, chào các bác ở video lần sau.